các bạn với video của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi trò chơi chạy nè. Trời ơi, chơi này rất là hay. Ê bạn, chơi này rất hay. Ui dồi, khó. Càng ngày nó sẽ càng khó nha các bạn. Mà càng nó càng nhanh. Cái này là cái gì vậy ta? Ủa cái hay nhảy. Ủa có cái đôi dài kìa. Đôi này được cái gì ta? Ui, à được nhảy cao các bạn. Cái này nhảy cao mà hết nhảy cao nè. Mới hết đôi nâng dài nè nè các bạn. Rồi hết rồi. Nhảy lên đúng không? Mày nữa. Càng này sẽ càng khó. Mình mới chơi nên mình chưa biết gì nha. Thì mong các bạn thông cảm tại mình mới chơi á. Lần đầu mình chơi luôn mình nên mình không biết. Ui lại có đôi dài này mà hết cái đôi dài này nè. Nhảy cao. Ủa cái gì thì nhảy được luôn á. Nhưng mà hết cái đôi dài. Nhảy lên. Ui tui. Rồi hết đôi dài rồi. Ê, đằng kia có cái gì vậy ta? À, cái máy bay á các bạn. Máy bay vậy á. Thay vì máy bay thì cái này là cũng như kiểu như bình xịt sơn. Ui dùi. Toàn luôn. Mình sẽ mở kho báu nha. Một. Bạn nghĩ trong này là cái gì? Mình sẽ đếm 1, 2, 3. Mở, đếm cái gì? Cái ván trượt. Cái ván trượt này là cái gì? Mình sẽ chơi tiếp nè. Lại xịt sơn của ông. Bảo vệ nước vô nhà của ổng. Xong rồi, gì là ổng đi. La nè, ổng đũa mình nè các bạn. Khó luôn. Càng ngày các bạn sẽ thấy khó lên. Một. Nhảy. Ui, lại là cái này nữa nè. Cái này nè. Mình sẽ lấy 500 đi nha. 500 thì nó sẽ hút được vàng tiền nha. Đất tiền. Chính mình có cũng đất tiền. Nó nhảy xa rồi nha. Càng ngày càng khó lắm rồi nha. Chuẩn bị khó rồi đó. Nhi được 500 rồi. Cái bên này đúng rồi. Dạ, đúng. Ê, lại cái đó đó kìa. Không biết mình nên chọn như thế nào ta. 500 nữa. 500 bò chán. Cái gì thì nó cũng có một tí xíu. Nào, cái gì mà nhiều cũng thích. Ủa, cái ngôi sao này là cái gì vậy các bạn? Các bạn. Ôi, toàn luôn. Mình chưa kịp nói hết. Rồi. Thì mình sẽ chơi tiếp nè. Tự nhiên mình sẽ chơi đi. Nó vệ đuổi đúng rồi. Trời ơi, sạch hoài luôn á. Đúng rồi. Đã giải thoát cho cậu này rồi. Mà vẫn còn xịt sơn hoài nữa. Ha, cho cậu đó rồi. Vẫn xịt sơn nữa. Có lẽ có ngôi sao kìa. Các bạn biết ngôi sao này ngôi sao gì không? Mình cũng không biết. Nếu như thì các bạn ấn comment. Nếu như bạn nào biết thì ấn comment để lại cho mình biết có lẽ gì nha. Ui, có như ngôi sao kìa. Mình không hiểu cái đó là cái gì luôn. Khó. Nhưng càng ngày càng khó rồi nha. Thôi đúng rồi. Cậu này mình đã chơi dùm để thoát trốn hết mà vẫn còn sụt sơn. Không mất không giải cứu rồi đâu á nha. Không sụt nữa nè. Mà còn sụt nữa thì mình khỏi giải thoát á. Để giải thoát cho bao nhiêu lần rồi mình vẫn không. Rồi mình không ngồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì ấn một like và đăng ký, vẫn chia sẻ để ủng hộ kênh mình nha. Tạm biệt các bạn.